Rồi, Nghĩa xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với bên em Trung Nghĩa mới Nhặt Bãi. Thì ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 21 tháng 10 thì em cũng tranh thủ lên video mới cho tất cả các bác. Hôm nay thì em tranh thủ lên cho tất cả các bác có 10 cây máy cắt cỏ duy nguyên bản của Nhật nữa các bác nhé. Các bác xem qua kênh của bên em lần đầu thì luôn nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh, ấn chuông cho tất cả để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nói chung là hôm nay em tranh thủ lên cho cả các bác có 10 cây máy cắt cỏ. Thì em có cây thứ nhất là cây máy Komatsu lòng lớn 3637 ly, máy to các bác nhé, công suất lớn, có máy động cơ 4 thì, có máy Shinawa nhỏ tầm trung, máy 25-26cc và cây Ryobi mặt sói này, rồi Kawasaki, nói chung là Mitsu nhỏ, những cây Ryobi tầm vừa giá rẻ và có cây Maru nhỏ nhỏ này. Đấy. Nói chung là tình trạng máy hôm nay thì em lên thì cũng rất là đẹp các bác nhá. Tình trạng rất đẹp. Đây, những cây Komatsu này, Makita 4 thì này, tình trạng máy hôm nay rất đẹp. Và khi các bác mua hàng nữa thì lưu ý giúp em là số điện thoại của bên em là 0947 nhá. Số điện thoại bên em là 0947594678. Số này em có sử dụng Zalo nha các bác nhé. Các bác chốt máy thì có thể liên hệ trực tiếp, nhắn tin qua Zalo hoặc là có thể gọi trực tiếp cho bên em. Đấy. Và kênh của bên em là kênh shop Trung Nghĩa Nhặt Bãi. Và đặc biệt nữa thì khi các bác mua hàng ở bên em thì em sẽ không nhận cọc của các bác nhé, không lấy cọc của các bác. Các bác được quyền kiểm tra máy về đến tay các bác được quyền kiểm tra test nổ đúng như cái máy ở trong em quay trong video chính xác như vậy thì các bác nhận hàng nhé. Đấy. Và ngoài ra nữa, khi các bác mua hàng nữa thì em sẽ bao ship và tặng đầy đủ đồ cho các bác, gồm có những một cái dao dài này, một cái lục giác, một cái tip mở, một chai nhớt nhỏ. Chai nhớt này thì chỉ bên em tặng các bác nhé. Chai này thì pha được, các bác mua để pha ngay, có thể sử dụng luôn, là 100cc như thế này thì các bác có thể pha được khoảng tầm 2 lít rưỡi xăng đến 3 lít là vừa tầm. Đấy, các bác sử dụng ngay. Và một cái bát cước hai chấu, cái này thì đa số các bác mua máy thì em sẽ lắp luôn trực tiếp trên đầu bò cho các bác luôn. Để các bác, nhiều các bác hỏi là bát cước ở đâu, nhưng mà em đã lắp ở trên đầu bò cho mình luôn rồi. Đấy, để kiểm tra là cái tình trạng đầu bò quay ok chưa đấy các bác. Và một cái dây đeo này, dây đeo thì em có dây đeo thường hoặc dây đeo bãi mà có cả dao tròn Nhật luôn. Đấy. Rồi, ngoài ra thì bên em có bán kèm theo nhớt lớn, chai nhớt lớn như thế này, một chai thì chai này chai 1 lít các bác pha được khoảng tầm cho em được khoảng tầm 18 đến 20 lít xăng, cũng khá là nhiều. Và chai này thì giá của nó là 100k, khi các bác mua kèm theo máy thì sẽ không tính thêm tiền ship nhé. Đấy, là kèm theo luôn, giá 100k. Cái nhất mà đặc sệt sệt như thế này là xài rất là ok, số nhà em sử dụng nó cũng khá là lâu rồi, bán cho các bác xài rất là ok nhé. Và bên em có bán bát xích lớn, bát xích sử dụng cho máy động cơ, nói chung là máy to một chút thì cái này giá của nó 150, bát xích lớn hai chấu các bác nhé, 150 này, có lồng gom cỏ này. Đấy. Lồng gom cỏ thì sử dụng cho các bác để cắt cỏ để hoặc gom cỏ cá, các bác gắn vào đầu bò ấy, gắn vào cái cần nắp ấy, nó sẽ gom vào từng đống như thế này. Các bác cắt cho nó gom vào từng đống để các bác gom luôn để cho cá hoặc là cho trâu bò nhà mình. Đấy, giá của nó cũng là 100.000 thôi các bác nhé. Đấy. Rồi, hôm nay thì em nên tranh thủ lên cho các bác lô ngày 21 là lô chữ K nhé các bác nhé. Lưu ý giúp em là lô chữ K. Rồi, trong khi này thì em sẽ báo rõ số lòng số ly để trực tiếp để các bác mua hàng, test hàng, nói chung là cho các bác xem để ý kỹ nhá. Em sẽ báo rõ số lòng số ly, tình trạng máy. Rồi, hôm nay thì em giới thiệu các bác cây đầu tiên thì cây số K1, cây này là cây Maruyama. Cây này thì nó có tên của nó là Maruyama BBC21. Con này thì công suất của nó là 21cc và nòng nó 31 ly di nguyên bản luôn. Tình trạng của nó là đi hoàn toàn là bố tum liền này, chế qua một rồ chế tự động này. Nói chung là dòng rồi nòng hơi này, bô biếc này, tình trạng là bị sang dưới này. Cái này thì độ nhẹ của nó, độ máy này thì nó chỉ nhẹ khoảng tầm 4kg thôi các bác nhá. Cái máy này chỉ tầm 4kg thôi. Các bác cắt cỏ gia đình thì lấy cái này. Đấy. Nói chung là dòng Maru này thì được cái nó dễ dàng sử dụng. Thứ nhất là cái chế Guamaro tự động, các bác chỉ việc sử dụng thôi, lắp đổ xăng vào các bác dùng thôi. Mà giá nó cái này thì em bán rẻ một chút vì nó cái vỏ nó hơi xấu một chút, nhưng mà tình trạng máy thì còn zin, xài rất tốt, rất bền. Đấy. Con này thì đầu bò chấn cỏ thay mới còn tất cả đều nguyên zin hết các bác nhá. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Đấy, công tắc riêng của nó bên này, đằng chết trước này có chữ tem mác của nó này. Con này thì màu hồng nhạt các bác nhé. Đấy. Có số K1, một con máy lòng 30-31 ly, giá con này là 1.350.000 các bác nhé. Đã bao ship và tặng đầy đủ đồ như trên cho các bác rồi. Nói chung là các bác có mảnh vườn nhỏ nhỏ ấy, muốn sử dụng mà mang về mình lâu lâu mình cắt, hoặc là cắt cỏ bờ ruộng các thứ, hoặc là cắt cỏ quanh nhà. Con này cắt cỏ quanh nhà mà có đá sỏi cũng dùng bát cước, các bác cắt cỏ thấp thấp bằng này cũng cắt được nhé, không có vấn đề gì hết. Còn cỏ cao quá thì mình dùng dao, khoảng tầm 20-40cm trở lại thì mình dùng dao. Đấy. Cái số K1, một con máy lòng 30-31 ly, máy có giá của nó là 1.350.000, Maruyama.
Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa cái số K2, một con máy hàng Ruby. Con này nó có cái tên riêng của nó là Ruby EKK2370. Con này thì công suất của nó là 23cc và nòng nó 33 ly, di nguyên bản của hệ Ruby. Tình trạng con này thì tình trạng vỏ viết còn rất là đẹp, các bác để ý này, màu vỏ này, rồi bô biếc này, nòng hơi này, chế của nó là chế của rồ chế nên trong chế máy cưa đấy các bác, giống như chế máy cưa. Cái này thì nó có hai kim chỉnh to nhỏ ở phần dưới này và có chỉnh Ganti e của nó đây. Đấy, các bác đóng khi mới sử dụng thì các bác để ý là mình đóng e trước, xong rồi các bác bơm vú bơm đằng trước này, nó có cái vú bơm này, bơm xăng, các bác bơm xăng lên, xong các bác giật nó nổ thôi. Đấy. Tình trạng con này thì nó nặng trung bình chỉ tầm khoảng 5 kg thôi các bác nhá. Các bác cắt cỏ hoặc gia đình khoảng từ cỏ khoảng ngang đầu gối, thấp thấp, cỏ mềm thì dùng con này rất là ngon. Cắt cỏ cá, cỏ bờ ruộng hoặc là cỏ quanh nhà, con này cắt đều rất là ok. Dòng này thì sử dụng vừa tâm. Đấy. Sẽ test nổ các bác nghe thử cái tình trạng con này nhá. Nó đi hoàn toàn là bố tum liền, chụp giật bô gì thì cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi, tình trạng máy nổ rất là ok và đặc biệt có cái giật trợ lực nên là rất là nhẹ nhàng, dễ nổ. Đấy. Con số K2 một con máy lòng 32-33 ly, giá của nó là 1.400.000 các bác nhá. Màu vàng đặc trưng rất là đẹp. Đấy, màu vàng tươi luôn. Tem mác này. Đấy, còn rất là mới, bình xăng. Đấy, con này sử dụng nói chung là rất là ok các bác nhá. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K3. Con này cũng là con Ruby. Con này thì tình trạng của nó là nó cũng tên riêng của nó là Ruby EKK2370. Con này thì tình trạng nó mới hơn con số K2 một chút thôi. Nói chung là các bác thấy phần tum tiếc này rất là trắng sáng, vỏ này, vỏ viết đều nguyên rin hết các bác nhá. Con này thì rin nguyên bản 100% từ công tắc rồi tay ga rồi đầu bò. Đấy, tất cả đều nguyên rin hết, nòng hơi thì sáng sủa cực kỳ đẹp, sạch sẽ luôn. Ruby này, cái phần bô này, rồi nòng hơi này, chế chiếc này, cái này rất đẹp, chứng tỏ cái máy này còn rất là mới. Các bác thấy cái phần bình xăng này, đấy, giật trợ lực này, EKK2370. Nói chung là cái này các bác cắt cỏ gia đình thì rất là vừa tầm, và cái chụp giật buji này thì nằm rất là chắc chắn. Dòng này thì khi các bác cắt cỏ mà nó không may dính về mưa ấy, thì nó hạn chế là dính nước vào trong cái trời, dính nước vào cái buji này. Đấy, nó làm rất là chắc chắn để các bác hạn chế dính vào nước của buji, nó sẽ làm nói chung là tránh cái tình trạng hàng nằm hỏng buji là một, phải hỏng cái cục mobin nửa là hai. Đấy, rất là tiện lợi. Rồi em sẽ test nổ các bác nghe thử con này nhá, con số K3 này nhá. Cái công tắc của nó thì các bác lưu ý là đóng xuống này là tắt này, bọc lên này mở nhá, đóng lên là mở, kéo xuống là tắt. Máy tình trạng máy rất là dễ nổ này. Dây giật trắng tinh luôn. Đấy, tình trạng máy tem mác này, còn nguyên zin, cái e rất đẹp. Đấy, tình trạng con số K3, con này thì tình trạng nó mới hơn K2 một chút xíu thôi nên giá con này là 1.450.000 các bác nhá. 1.450.000. Các bác thấy phần tum tiếc trắng tinh luôn. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K4, một con máy hàng Komatsu. Con này có tên riêng của nó là Komatsu G2KC. Con này thì công suất của nó là 32 ly. Máy 22cc các bác nhá. 22cc. Tình trạng của nó cần láp này, đều nguyên zin BC2210. Đầu bò chấn cỏ thay mới thôi, còn tất cả đều nguyên zin hết. Nó đi hoàn toàn là bố tum liền và có chân chống bảo vệ bình xăng ở dưới cho mình nhá. Dòng này thì cắt cỏ các bác cắt cỏ gia đình nhà mình hoặc là cắt cỏ chủ yếu là cắt cỏ cá hoặc quanh nhà. Cỏ rẫy thì các bác cắt khoảng tầm 5 sào trở lại thôi, dòng này. Đấy, nó đi chế của nó là chế của một rồ chế tự động các bác nhá. Nòng hơi của nó đây, đều nguyên zin này. Rồi bô biếc này, bình xăng này. Chụp giật của nó là ghi chữ G2KC này. Đấy. Tất cả đều nguyên zin. Tem mác đầy đủ luôn. Đấy, em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá.
tình trạng con K4 nổ rất là gắt các bác nhá. Con số K4 một con máy lòng 32 ly, giá của nó là 1.500.000 một con máy hàng Komatsu nhá. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K5 một con máy hàng Mitsubishi. Con này thì nó có tên riêng của nó là Mitsubishi TL20. Con này thì công suất của nó là 20cc và lòng nó cũng 30-31 ly thôi các bác nhé. Con này thì nhỏ nhẹ, nói chung là các bác cắt cỏ tầm khoảng 20-40cm trở lại thôi. Con này thì nó nhẹ, khoảng trung bình cũng chỉ tầm khoảng 4,5 kg thôi các bác nhé, 4,5 kg. Và đặc biệt cái dòng này thì là dòng Mitsubishi, nó sử dụng chế Gomaro chế 2 kim. Chế này thì xài rất là ngon, nói chung là các bác có thể tùy ý chỉnh to nhỏ ở phần này. Chế này thì xài rất là khỏe. Lòng hơi của nó thì nguyên zin hết các bác nhé. Bô biếc này, bịt sang dưới này. Đấy. Và đặc biệt con này đi hoàn toàn là bố tum rời nên rất là chắc chắn, xài rất là bền. Các bác có thể về chế cháo qua được, bình xịt thuốc các thứ nhỏ nhẹ nhé. Đấy, công tắc ring của nó đây. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhé. Cái tay ga này gạt để đây thì các bác có thể tiện lợi khi các bác sau này có đến mùa khô ấy, các bác muốn bơm nước ấy, lắp cái đầu bò bơm nước vào. Rồi, các bác giữ nguyên thế này bơm nước đấy, rất là ngon. Con số K5 một con máy lòng 30-31 ly, giá của nó là 1.600.000 nhé các bác nhá. Con này hãy Mitsubishi TL20. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K6 nhá. Con này thì nó có cái tên riêng của nó là Kawasaki. Con này thì công suất của nó là 24cc và lòng nó 32 ly các bác nhá. Đó này đi thì hoàn toàn là bố tum liền, bố tum nhôm các bác nhá, rất là chắc chắn này. Đấy, bộ tum nhôm. Đấy. Con này thì tất cả đầu bò, chấn cỏ thay mới thôi, còn tất cả là đều nguyên zin hết các bác nhá. Bình xăng dưới còn rất là sáng này các bác này, chứng tỏ cái máy này còn rất là mới, có kệ bảo vệ bình xăng ở dưới cho mình. Đấy. Công tắc ring của nó ở bên này. Đấy, màu đỏ tươi luôn, tình trạng máy rất là đẹp. Cái này thì đi chế của nó là chế rin không phải chế Gomaro các bác nhá. Chế này chế rin có vú bơm ở suối. Khi các bác muốn sử dụng nó muốn ga gắt lên thì các bác có thể dùng tô vít vặn vào để ga gắt lên. Cái này chỉnh to nhỏ này, còn chỉnh ganti qua các chỉnh phần ốc trên này. Đấy. Lòng hơi này, chụp giật này. Chụp giật nó ghi chữ Kawasaki ở đây đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, còn bình xăng dưới này. Bô biếc lòng hơi. Đấy. Nói chung là cái này thì thích hợp cho các bác cắt cỏ gia đình là một, thứ hai là các bác muốn sử dụng cắt gặt lúa các thứ đều được nhé, cắt cỏ cắt gốc rạ các thứ đều được. Cái này em sẽ test nổ này. Rồi, tình trạng máy nổ rất là ngon các bác nhé. Con số K6 một con máy lòng 32 ly, giá con này là 1.650.000. Tình trạng con này đẹp phải trên 70-80%, rất là đẹp. Đấy, màu đỏ tươi luôn. Đấy, các bác nào mà đang muốn mua một cái máy tầm trung trung mà nó nhẹ nhẹ một chút về cắt cỏ gia đình thì cái này là đúng bài luôn, rất hợp lý. Đấy. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K7 nhé, một con máy Ruby. Con này thì nó có cái tên riêng của nó là Ruby EKK26. Con này thì đây các bác thấy chữ Ruby này, EKK26, đầu bò chấn cỏ thì nguyên zin 100% luôn. Đấy, mặt trước này nó ghi chữ Ruby nổi trên này. Đấy, tem mác Nema. Cái này thì bên em hay gọi là Ruby, nó có cái hai cái mắt này thì hai bên em hay gọi là Ruby mặt sói đấy, cho nó dễ gọi ấy các bác. Đặc biệt thì dòng này thì nó các công suất của nó là 26cc và lòng nó 34 ly. Cắt cỏ các bác cắt cỏ tầm trung ngang đầu gối trở xuống thì có thể dùng con này rồi. Chế của nó là đi chế Gomaro chế tự động các bác nhá, chế Gomaro tự động và nó có cái vần bú bơm ở bên này, bú bơm đằng trước này. Đấy, tất cả con này thì đều nguyên zin. Thứ nhất là chế này, lòng hơi này, bị xăng dưới này. Đấy, màu vàng. Đấy, cũng rất là đẹp. Con này nặng của nó thì trung bình cũng chỉ tầm khoảng 6 kg thôi các bác nhá. 6 kg. Dòng máy Nhật thì con này cũng cắt rất là ngon. Nó tiện, thứ nhất là nó lợi xăng này, thứ hai nữa nó dễ dùng mà giá lại rất là vừa tầm nữa. Đấy. Chụp giật buji nó nằm đứng lên trên đây cũng luôn các bác nhá, giống như con số K2 và K3 đấy, nó cũng là chụp giật đứng, nó cũng có chụp này. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Oh!
nó ở trên này các bác nhé. Các bác để giúp em là công tắc trinh ở trên này và ga nó đây. Đấy, ga giữ nguyên nhé. Đấy. Các bác có thể dùng cắt cỏ hoặc là bơm nước, dòng này xài rất là ok. Rồi, con số K7, một cái máy lòng 34 ly, giá của nó là 1.650.000 các bác nhé, 1.650.000. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa một con số K8, một con máy hàng Shindawa. Con này thì nó có ghi tên riêng của nó là Shindawa. Con này thì công suất của nó là 25cc và nòng nó 33 ly, riêng nguyên bản hệ Shindawa các bác nhé. Dòng này thì nó điện em đã sang chế mới là chế 260 rồi nhé. Và nòng hơi của nó thì nguyên zin này. Đấy, nguyên zin, bình xăng dưới có kệ bảo vệ cái dân cái dây da để bảo vệ bình xăng dưới này. Rồi nòng hơi, nói chung là cái này thì được cái là thứ nhất là hệ châu bò, nói chung là rất là tầm trung nhưng mà nó rất là nồi đồng cối đá nhé các bác nhé. Nó đi hoàn toàn là bố tum lớn luôn các bác thấy này, để ý cái bắp chuối của nó cực kỳ chất lượng luôn, cần nát của nó đi cần lớn gần 26 luôn nhé. Cái này thì độ nặng của nó trung bình khoảng tầm 6,5 kg, khá là nặng nên các bác, nói chung là các bác cần cắt cỏ tầm trung mà muốn mua một cái máy mà nồi đồng cối đá về cắt cỏ ngang đầu gối trở xuống, con này cắt dao rất là hợp lý luôn, bền, tiết kiệm xăng cực kỳ bền luôn, châu bò. Đấy. Nói chung là đợt này các bác ở dưới Tây Linh đang bị dịch, nói chung là ít nhận ít mua máy, chứ mà nếu bình thường là các bác cực kỳ thích những cái dòng Shindawa như thế này về cắt cỏ thăng nòng rất là ngon. Đấy. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Đầu bò này, đầu bò lớn luôn đấy. Em sẽ test nổ. Rồi, con số K8, một con máy nồi đầm cuối đá. Con này hệ Shindawa, nòng 33 ly, giá của nó là 1.650.000 các bác nhá. Có chân chống bảo vệ bình xăng ở dưới luôn đấy các bác. Đấy. Rất là bền luôn, dòng này. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con số K9, một con máy hàng Makita. Con này nó ghi tên riêng của nó là Makita MM426 và con này công suất của nó là 26cc và nòng nó cũng 34 ly. Nhưng mà đặc biệt cái thì sử dụng hoàn toàn là động cơ 4 thì sử dụng xăng trắng không pha nhớt các bác nhá. Xăng trắng, nói chung là dòng này thích hợp cho các bác nào mà mình mới sử dụng máy cắt cỏ lần đầu, có thể mua luôn con này về dùng rất là ngon. Chỉ các bác chỉ việc mua mỗi xăng trắng các bác dùng là đổ vào xài thôi. Các bác cắt cỏ từ ngang đầu gối trở xuống thì cắt bằng dao, còn các cỏ thấp từ 20 hoặc là 40cm thì các bác dùng bát cuốc cũng khá là ổn dòng này. Nòng hơi của nó thì đều nguyên zin này, chế cháo này thì dụng chế Omro, chế tự động, chế zin nguyên bản nhá. Nòng hơi, bô biếc, bình xăng dưới là bình xăng mới. Đấy, cũng rất là đẹp. Nói chung cái máy này em thấy cũng rất là đẹp. Các bác thấy này. Chụp giật có giật trợ lực luôn các bác nhá. In nổi chữ Makita trên này. Đấy, phần trên này nó ghi chữ 4 thì trên này trên chỗ chụp giật này, chụp buji này. Công tắc rin này, ghi số 4 này. Đấy. Nó đi hoàn toàn là bố tum liền, bố tum sắt luôn các bác nhá. Có chân chống bảo vệ bình xăng cho mình luôn. Cần lắp thì nguyên zin luôn, MM426 này. Đầu bò này, tất cả đều nguyên zin luôn. Đấy, em sẽ test nổ nhé. Đặc biệt có giật trợ lực rất là ngon. Rồi, cái tình trạng con K9 này thì các bác thấy nó nổ ra rất là ngon, nổ ga rất là ngon. Nói chung là không có một chút khói nào. Cái máy 4 thì mà nó có ra khói thì nó mới nguy hiểm các bác nhé. Còn đặc biệt cái dòng 2 thì nó ra khói thì là chuyện bình thường. Nhưng 4 thì mà ra khói là một vấn đề rồi đấy các bác. Con số K9 lòng 34 ly, giá con này là 2.050.000. Giá rất vừa tầm một con máy hàng 4 thì, động cơ Makita. Đấy. Cái này thì dây xăng này em đã thay dây xăng mới nhé các bác nhá, bình xăng cũng vậy. Và nói chung là con này xài thì các bác yên chí, thứ nhất là nòng và chế của nó là zin nguyên bản, xài tốt là được, cần nắp tất cả đều nguyên zin là được, còn cái bình xăng thì nó cũng chỉ phụ một phần cho mới thôi. Đấy, có rất trợ lực nữa. Tiếp theo nữa em giới thiệu các bác nữa con cuối cùng, một con máy hàng lớn. Con này thì công suất khủng nhá, con này thì con có số K10, một con máy nó có cái tên riêng là BC3410, hàng Komatsu Zenwatt nhá, Komatsu Zenwatt hệ chữ nhật này, các bác thấy chữ nhật này, made in Japan này. Đấy. Con này thì đặc biệt cái nó có rất trợ lực và công suất lớn. Con này thì tận 34cc và nòng nó tận 36-37 ly, khá là to đấy các bác. Đó, các bác thấy cái phần tum này cực kỳ là to luôn. Đấy, to bằng nắm tay của các bác luôn đấy, rất là to. Tum nói chung là tum này
Đấy. Rồi màu sơn của nó còn rất là đẹp, bình xăng trên, máy công suất lớn, chế chiếc nòng hơi tất cả đều nguyên zin hết các bác nhá. Đấy, bô miếc này, con này còn rất là đẹp. Con này thì nó còn nguyên cái ốp hông nhá. Đấy, ốp hông các bác để ra, khi có các cỏ xuống lượng thời gian lâu ấy thì ốp vào đây sẽ không bị mỏi đau lưng này. Có cái khóa này các bác có thể xoay được 360 độ nhá. Cái này thì các bác xoay thoải mái luôn, xoay vô tư luôn. Đây, xoay thoải mái nhá các bác nhá. Và đặc biệt cái cây này máy zin nguyên bản của Nhật, từ đầu bò này, chấn cỏ thay chấn cỏ to thôi, còn tất cả là đầu bò, cần nắp đều nguyên zin hết 3401 3410. Đấy. Con này thì độ nặng của nó trung bình khoảng tầm 7 kg rưỡi các bác nhá. Máy khá là to. Em sẽ test nổ các bác nghe thử nhá. Máy cực kỳ khỏe, cái ga cái hơi của nó rất là căng, nói chung là kéo rất là căng đấy các bác, rất trợ lực nhá, kéo rất là nhẹ các bác này, chỉ cần đánh tay kéo nhẹ này, rất dễ nổ. Rồi con số K10, một cái máy lòng lớn hệ Komatsu, dòng này thì xài rất là bền, giá của nó là 3 triệu tròn các bác nhá, một cái máy lòng 37-38 ly, duy nguyên bản của hệ Komatsu. Rồi hôm nay thì em tranh thủ lên cho các bác, cho tất cả các bác có 10 cái máy cắt cỏ zin nguyên bản nhé các bác nhé. Các bác thấy những cái máy nào mà ok thì liên hệ em qua số điện thoại là 0947 nhé, 594678. Nói chung là các bác liên hệ và chốt máy thì liên hệ em qua số điện thoại nhé. Cảm ơn các bác đã xem hết video bên em. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn các bác ở những video sau nhé.